Các bạn có còn nhớ, trong hội chợ việc làm AGU vừa qua, IC đã có những hoạt động nào không? Cùng xem lại không khí nhộn nhịp của ngày hôm đó nhé! Hội chợ việc làm AGU vào những năm sau sẽ ngày càng thành công và IC sẽ tiếp tục mang đến giá trị cho cộng đồng nhiều hơn nữa.